Em xin chào anh Hữu Thứng ở Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh có đặt em một bộ micro clip K10 và micro K600 đây. Đây là clip chi tiết hình ảnh sản phẩm của anh và cách ghim dây từ chi tiết cho anh để em xem anh nhìn nhé. Đây là sản phẩm đồ của anh, sản phẩm đi kèm màng lọc, tai nghe và kẹp bàn. Cái này em phải tháo cái nghe, tháo ra không có chỗ gắn. Về nhà anh gắn trên bàn anh xài, cái này là nó gời mình kèm theo cái bộ sản phẩm. Còn cái thùng kem này là cái thùng để đựng đóng hàng cho anh. Đây em khui ra cao 10 và mít và dây clip để cho nó gọn, em test cho anh. Đầu tiên anh nhìn thấy trong cái hộp K10 nè, dây trắng anh chỉ nhớ giùm em là dây trắng là cái dây phát nhạc. Đây là dây phát nhạc, gắn điện thoại phát nhạc. Dây đen là cấp nguồn. Nếu mà anh có cái cục sạc iPhone, Samsung gì đó, vân vân, anh găm ổ điện anh cấp được luôn. Còn nếu anh xách đi đâu á thì anh chỉ cần lấy cục sạc dự phòng đây. Gắn vào như vậy cũng được luôn nha anh, không cần phải ghim ổ điện gì trơn nha. Đây. Khi mà nó lên đèn á, cái mặt cười màu xanh dương này anh nhớ mặt cười màu xanh dương này là đúng nha, giúp em nha. Nếu mà nó lỡ trẻ con ha, ai có ăn sai như vậy nè. Màu này là không phải nha anh. Màu trắng cũng không phải. Màu đỏ xanh đột chú cũng không phải, anh nhắn lại một cái nữa giúp em. Đây là màu xanh dương. Và cái chế độ hát clip bên phải này không quan trọng. Anh nói anh thích giọng Bolero thì anh nghe lại em, anh theo ý em là hát màu xanh dương. Màu xanh dương thứ hai nha, bốn màu xanh dương, bốn màu đột chuối, bốn màu trắng, bốn màu đỏ. Một, thấy không? Anh thấy bốn màu trắng không? Một đỏ, hai ba bốn, bốn đỏ ha, một cho đột chuối, hai ba bốn, rồi tới màu xanh dương nè. Một màu xanh dương, màu xanh Bolero. Hai, anh nhớ xanh dương thứ hai. Nói chung là bốn màu xanh dương này là đều là ok nha. Như vậy là sẽ được hát clip. Và Bolero rất là hay. Đây anh nhìn xem cái, anh nhớ giùm em cái dây màu đỏ này là găm găm vào ngoài cùng số 0 nha. Dây clip ba màu của nó đây. Em đã cuộc làm dấu lại rồi nè. Làm dấu lại rồi nè. Cái đầu đen là anh găm vào cái điện thoại thu âm á, hoặc là phát Facebook nha. Đây à, nếu mà điện thoại dòng 6 á, iPhone 6 5S trở lên á, thì anh gạt lên cái phần một dây giùm em nha. Nó âm thanh nó hay hơn. Nếu mà iPhone 6S trở lên á, và những dòng Android 6.0 trở lên nha. Còn hai cái đầu này anh đừng có xài gì hết nha, đừng có chạm vào sắt, không có xài. Tiếp tục tới cái lỗ cái tai nghe đây. Cái lỗ tai nghe là cái tai nghe bự cái mâm anh tặng cho anh đây. Nhưng em lấy cái tai nghe cũ của em hát cũng được nữa, chứ không phải bắt nhất thiết phải lấy cái tai nghe bự nữa nha. Tai nghe điện thoại như thế này và hát được. Tiếp tục là cái dây mic K600 đây, anh hát đúng cái màu miệng này vô miệng của mình nha. Cái môi của mình là màu này mới hút nha. Cái mặt chữ nè, đừng có hát mất mic bên đây nha. Em có dán con tem chỗ này cho anh nhìn, anh nhớ nè, hát cái mặt này. Đây anh gom vào ngoài cùng, anh thấy không? Em cầm lên nói chuyện nó sẽ chớp nè, nó sẽ chớp 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 đèn nè, đó là nó ăn mic đó. Rồi bây giờ em găm điện thoại vào, em mở nhạc em hát thử một đoạn cho anh nha. Này em đọc cho anh coi hình luôn chi tiết cái dây luôn này. Khi mà anh găm vào điện thoại anh sẽ, nó bị ốp lưng kẹt nè, anh tháo ốp lưng ra anh găm vào đây. Và cái quan trọng đó là anh nhớ đây, nếu mình tăng âm lượng thì nó không cho, mình phải ok nha. Đây nè, nó không cho mình tăng nè, mình phải tăng lên nhạc nó mới lớn được nha anh, để quên đó, phải ok nó mới cho tăng. Rồi bây giờ em ghim dây clip và em phát nhạc thử cho anh nha. Rồi rồi để luôn, găm dây vào nha, găm dây đen nha. Nè dây đen này găm vô sẽ có nhạc. Không tới.